Đây, đây là cái bô dắt của dành cho các đoàn xe 6. Cái bô này thì nước xi của nó shimmer. Nó giống như bộ dinh vậy đó. Đây là hàng Thái. Rất là ok. Tiếng bô của nó nổ rất là ấm nha. Nó có cái vị chống nóng. Thì đây là bô dắt. Nó nhìn thấy rất là đẹp. Lâu lắm cái hàng đây mới có. Mình mới ra. Trước giờ mình chưa có bán. Tiếng ở trong shimmer cái bô nó có nhiều đường ống giảm thanh, nó rất là đẹp nữa. Đó, nó có chữ HM một đẹp đẹp, do nó làm giống như bô vinh luôn. Nó cái nước men nó nhìn rất là đẹp nha, các bạn thấy nước men nó là các bạn y chang, không phải như một cái bô vinh.